Nghe sư phụ nói, tập 96, hành vi hôm nay sẽ quyết định tương lai của quý vị. Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 24 tháng 5 năm 2018. Tôi theo tiên sinh Phương Đông Mỹ học Phật. Thầy dẫn dắt tôi vào cửa Phật. Thầy là nhà triết học, thầy là giáo sư đại học. Chúng tôi có duyên quen biết được. Trước đây, chúng tôi cho rằng kinh Phật là mê tín, cho nên hoàn toàn không thể tiếp nhận. Thầy giảng cho tôi nghe về khái luận triết học. Phần cuối là giảng đến triết học kinh Phật. Tôi liền thỉnh giáo thầy. Phật giáo là tôn giáo, là mê tín. Làm sao là triết học được chứ? Thầy nói với tôi, con còn trẻ, con không biết. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà giáo dục vĩ đại nhất trên thế giới. Triết học kinh Phật là triết học đỉnh cao nhất của toàn thế giới. Thầy giới thiệu với tôi như vậy. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Điều này có sức mạnh lôi cuốn, đưa tôi đến Phật giáo. Thầy thật làm, thầy nói không phải là giả. Thời khóa của tôi là học ở nhà thầy. Thầy nói với tôi, trường học hiện nay không học được gì cả. Nguyên nhân gì vậy? Quan hệ của thầy cô và học sinh phải dựa vào sự chân thành, phải dựa vào sự kính trọng. Quý vị không có lòng thành với thầy cô, quý vị không có tâm cung kính thầy cô có giỏi đi nữa thì cũng không cách nào dạy quý vị. Vì sao vậy? Quý vị không tiếp nhận được, không cách nào tiếp nhận. Không phải là thầy cô không dạy. Cho nên thầy nói với tôi, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Vậy học sinh hiện nay tìm người thành kính thì đi đâu tìm? Tìm không được. Chúng ở nhà bất hiếu với cha mẹ, ở trường học không kính trọng thầy cô. Do đó trường học trở thành thế nào? Trường học trở thành sự đối phó. Thầy cô kiếm cơm nhờ việc này, không thể không lên lớp. Học sinh chỉ muốn lấy văn bằng, những việc khác đều không xem trọng. Thầy cô đều cho chúng điểm tốt để chúng tốt nghiệp và lấy văn bằng ra về, thỏa mãn yêu cầu của chúng, cho nên không học được gì. Kinh điển Đại Thừa là triết học, khoa học đỉnh cao nhất. Một khải ngón tay có 32 ức 100.000 niệm. Đây là khoa học, đây là chân tướng sự thật. Nói lên điều gì? Vạn pháp đều không, làm sao lại không? Quý vị hiểu rõ chân tướng này thì quý vị biết được sự thật là không, sự thật không đạt được. Niệm niệm đều không đạt được. Niệm nào là quý vị? Không đạt được. Cho nên Phật dạy quý vị buông xả. Buông xả thì thế nào? Chân tâm hiện tiền. Đó là trí tuệ chân thật, Phật tri, Phật kiến. Ngày nay chúng ta tạo tất cả tội nghiệp chính là bởi vì có phân biệt, có chấp trước, có tham sân si mạn. Tội nghiệp này, làm những việc này, khởi tâm động niệm, lời nói và hành vi, thậm chí là hãm hại người khác, vậy thì đời sau phiền phức rồi. Quý vị tuyệt đối không trốn khỏi đời sau. Đời sau có lục đạo luân hồi. Đời sau có 10 pháp giới. Đời sau là hình dạng gì? Đời sau cũng là một khải ngón tay có 32 ức 100.000 niệm. Nó nối tiếp nhau. Đời sau cùng này và đời quá khứ hoàn toàn là nối tiếp nhau. Đây là chân tướng sự thật. Đây là khoa học trong kinh Phật đã giảng. Khoa học hiện nay cũng nói điều này. Vũ trụ từ đâu có? Từ ý niệm. Khởi tâm động niệm. Quý vị không khởi tâm động niệm thì không có vũ trụ này. Đó là gì vậy? Một vùng ánh sáng. Hình dung trong kinh Phật là đại quang minh tạng, trí tuệ viên mãn. Quá khứ, hiện tại, vị lai, không có điều gì quý vị không biết. Chúng sanh hữu duyên với quý vị, bởi vì Phật độ người hữu duyên, Ngài không độ người vô duyên. Người hữu duyên với quý vị có cơ hội gặp được, họ dạy quý vị vừa nghe liền hiểu rõ. Dùng chân tâm, không dùng vọng tâm thì tự tại.
tâm được thản nhiên, không cần phải nhớ, ký ức toàn giống như hư vọng. Quý vị nhớ nó làm gì? Quý vị chỉ cần chứng thực sự hư vọng của nó, giúp người khác nhận biết hư vọng. Đây là truyền pháp. Trong nhà Phật, người Trung Hoa thích dùng con dấu. Con dấu nghĩa là gì? Bằng chứng, gọi là pháp ấn. Pháp ấn là không, không phải có. Là không cũng không được chấp trước tướng không, liền được khai ngộ. Không vẫn có ấn tượng, chính là tướng không. Quý vị dừng lại ở đó thì không khai ngộ. Khi buông bỏ không rồi thì khai ngộ. Sau đó quý vị đọc kinh Phật sẽ thấy hứng thú. Những gì Ngài giảng quý vị hoàn toàn hiểu rõ, vậy thì có hứng thú rồi. Quý vị liền biết được phải làm như thế nào. Con người cần phải sống một đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Có thể làm được không? Được. Ai làm được vậy? Bồ Tát làm được. Thấp hơn một bậc, A-la-hán, A-la-hán làm được. Nhưng vẫn chưa viên mãn. Bồ Tát làm rất viên mãn. Tu thân, tề gia, trị quốc, cuối cùng là bình thiên hạ. Bình là gì? Bình là bình an, hòa bình. Thiên hạ là cả vũ trụ. Cả vũ trụ hòa hợp êm thấm. Như vậy thì vui biết bao, tự tại biết bao. Cho nên họ làm công việc gì, bất luận là hiện tướng trong ngành nghề nào, họ đều làm công tác giáo dục, dạy học. Việc dạy học này hoàn toàn là cống hiến, không có chút lợi ích nào, không thu phí, không có yêu cầu. Chỉ cần cùng chung chí hướng, quý vị có thể nghe hiểu. Quý vị gặp những cao nhân này, họ thật sự vui vẻ giảng cho quý vị nghe. Vì sao vậy? Đây là sứ mạng của họ. Họ hiểu nhiều như vậy chính là dạy quý vị phải truyền đạo, phải giúp tất cả chúng sanh ngộ nhập chân tướng của vũ trụ. Vì vậy trong kinh Phật có triết học, có khoa học, có văn học, có thư từ ca phú, đầy đủ tất cả. Có thể khế nhập Phật Pháp thì cả đời hưởng được niềm vui. Cho nên sau khi hiểu rõ, sau khi hiểu thấu suốt, thì ra Phật giáo là giáo dục. Bao sâu